Thưa quý vị, những năm gần đây, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, được các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng, quan tâm bảo tồn. Song loại hình nghệ thuật hô hát bài chòi vẫn có thể bị mai một trong nhịp sống xã hội hiện đại. Vì vậy, để di sản bài chòi ở Đà Nẵng, một bộ phận hợp thành của di sản nghệ thuật bài chòi Trung Bộ được bảo tồn, phát huy giá trị bền vững và được nâng tầm trong cuộc sống, đòi hỏi thành phố Đà Nẵng cần có những giải pháp căn cơ hơn nữa. Các nghệ sĩ biểu diễn hô hát bài chòi có thâm niên tại thành phố cho biết luôn trăn trở làm sao để loại hình nghệ thuật này đến gần với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, để họ có thể biết, cảm nhận và thấu hiểu bài chòi, loại hình nghệ thuật đặc sắc do cha ông ta để lại. Điều mong muốn nhất là chúng tôi mong rằng với cái tình cảm của tất cả mọi người, của khán giả, của quần chúng nhân dân đón nhận nó, mà muốn cho quần chúng nhân dân đón nhận nó thì rõ ràng nghệ thuật phải nâng lên, phải tạo mọi điều kiện làm thế nào để có sự hấp dẫn, để có cái sự thu hút mà quần chúng đến với mình càng ngày càng đông. Bên cạnh đó, nhận thức được tầm quan trọng của bộ môn nghệ thuật dân gian này, các địa phương chú trọng vào việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hô hát bài chòi cho người dân cũng như các hạt nhân trong phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn. Định kỳ hàng năm là chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì để mở các cái lớp tập huấn hô hát dân ca bài chòi để mà luôn luôn tạo được cái sân chơi và qua đó là tiếp tục phát huy được. Theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao thành phố, để di sản bài chòi được bảo tồn và phát triển bền vững, thì thành phố tập trung truyền giao những nội dung về làn điệu hô hát bài chòi đến các em học sinh, giáo viên, thành lập các câu lạc bộ bài chòi ở trường học cũng như tổ chức các cuộc liên hoan, qua đó tìm ra nhân tố giỏi để tuyên truyền về nghệ thuật này. Và điều quan trọng nhất nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là phải làm việc với lại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật để chúng ta có một cái đào tạo chính quy chuyên nghiệp cho cái môn học hát dân ca và hô hát bài chòi cho thành phố. Dự kiến năm 2024, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức 80 buổi biểu diễn hô hát bài chòi tại bờ Đông Cầu Rồng cho nhân dân, du khách cũng như những người yêu thích nghệ thuật này thưởng thức, tham gia. Đồng thời, mở lớp tập huấn chuyên sâu về nhạc cụ, nhạc công để đánh làn điệu hô hát bài chòi, tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức các cuộc liên hoan nghệ thuật hô hát bài chòi và dân ca. Bên cạnh đó, hoạt động hô hát bài chòi cũng được lồng ghép vào Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng hàng năm. Tin rằng với những nỗ lực của ngành văn hóa thành phố, loại hình nghệ thuật hô hát bài chòi sẽ ngày một được nâng tầm và đi vào nhịp sống hiện đại ngày nay.